ông Trump tái đắc cử, Việt Nam có thể là điểm đến của các hãng xe Trung Quốc. Giành chiến thắng vang dội trong đợt bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, ông Donald Trump đe dọa áp thuế 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, cao hơn nhiều so với mức 7,5% đến 25% mà ông đã áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên, ghi nhận từ báo Dân Trí. Đông Nam Á, nơi đang có các nhà máy sản xuất ô tô và điện tử từ Thái Lan đến Việt Nam và Malaysia, nhiều khả năng sẽ hưởng lợi từ tình thế này của Trung Quốc. Theo nhận định của hai giám đốc điều hành, hai nhóm kinh doanh, một luật sư và một nhà phân tích trong khu vực. Các nhà phát triển khu công nghiệp đang bổ sung nhân sự nói tiếng Trung và chuẩn bị đất để xây nhà máy. Việc này cho thấy khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm sau, có thể sẽ tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi ông chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử Tổng thống vào đầu năm nay, các cuộc gọi từ khách hàng Trung Quốc đã đổ về tập đoàn WHA, một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Thái Lan. Theo chia sẻ của giám đốc điều hành Jarepon Jarukonsakul, đã có một làn sóng chuyển dịch sang Đông Nam Á, nhưng lần này sẽ căng thẳng hơn nhiều, bà nói, nhắc đến nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump 2017-2021. Bà Jarepon cho biết, WHA đang mở rộng đội ngũ bán hàng và bổ sung nhân viên nói tiếng Trung vào các nhóm giám sát bảo trì và quản lý các khu công nghiệp rộng hơn 12.000 ha tại Thái Lan và Việt Nam. Trong số 90 nhà máy đã khai trương trong năm nay tại các khu công nghiệp do Amata Corp của Thái Lan quản lý trên khắp Đông Nam Á, khoảng 2/3 là các công ty đã chuyển cơ sở từ Trung Quốc. Ông Vikram Kromadit, người sáng lập và chủ tịch Amata Corp cho biết, ông Trump có thể sẽ tạo ra tác động làm tăng gấp đôi số lượng các công ty muốn chuyển từ Trung Quốc sang các khu công nghiệp của Amata có diện tích 150 km2 tại 4 quốc gia Đông Nam Á, theo ông Vikram. Amata sẽ khởi công xây dựng một khu công nghiệp tại Lào trong tháng này, nơi Trung Quốc đã xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nối Côn Minh với thủ đô Viên Chăn của Lào. Trong khi đó, Thái Lan, trung tâm sản xuất ô tô ở khu vực Đông Nam Á, đã thu hút hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ đầu tư từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vào ngành công nghiệp xe điện đang phát triển nhanh chóng của mình. Chúng tôi muốn thu hút nhiều đầu tư từ Trung Quốc để có thể bán hàng sang Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Narip-Thaphan nói. Trung Quốc và EU đạt đồng thuận kỹ thuật về thuế quan xe điện. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU đã đạt được đồng thuận kỹ thuật trong các cuộc đàm phán nhằm giảm hoặc đảo ngược các mức thuế mà EU áp dụng đối với xe điện EV sản xuất tại Trung Quốc. Theo VTV Online, hai bên đang tìm kiếm một thỏa thuận về cơ chế cam kết giá, một hệ thống phức tạp nhằm kiểm soát giá và khối lượng xuất khẩu để tránh bị áp thuế. Từ ngày 2 đến 7 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc và EU đã tổ chức các cuộc đàm phán nhằm tìm những giải pháp thay thế thuế xe điện. Sau thời gian này, hai bên tuyên bố đã đạt được tiến triển kỹ thuật và sẽ tiếp tục thương lượng trong tuần này. Dẫn lời các nguồn tin không công bố danh tính, CCTV cho biết, đồng thuận về cam kết giá đề cập đến một số thỏa thuận nhất định mà hai bên đạt được trong vòng đàm phán vừa qua. Điều này cũng cho thấy cả Trung Quốc và EU sẵn sàng tập trung nguồn lực để đàm phán các lợi ích cốt lõi và hướng đến mục tiêu chung. Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, EU hiện cho rằng tiến trình đàm phán ít khả năng đạt được thỏa thuận nhanh chóng. CCTV bác bỏ các thông tin cho rằng Trung Quốc chưa đưa ra đề xuất thỏa đáng với EU và cơ hội đạt thỏa thuận là rất thấp, cho rằng đây là những thông tin cố tình gây hiểu lầm dư luận và can thiệp vào quá trình đàm phán. Trước đó, MG Moto, BYD và các nhà sản xuất xe điện khác của Trung Quốc cho biết sẽ duy trì mức giá niêm yết thấp ở EU ngay cả sau khi bị áp thuế cao. MG, thương hiệu xe điện Trung Quốc bán chạy nhất ở châu Âu, cho biết sẽ đảm bảo giá đến cuối năm 2024 khi đã tích trữ xe trước khi thuế có hiệu lực. MG, một biểu tượng của nền công nghiệp ô tô Anh, hiện là công ty con của Shanghai SAIC. Phó chủ tịch của MG Motor France Julien Robert cho biết, giá trên thị trường ô tô đã tăng vọt trong những năm gần đây, nhưng mong muốn của hãng là cung cấp những chiếc xe ứng dụng công nghệ, an toàn và ít gây ô nhiễm môi trường cho người lái xe ở Pháp vẫn không thay đổi. BYD đang mở hàng trăm đại lý trên khắp châu Âu và đang triển khai các chương trình giảm giá cho các mẫu sedan và xe thể thao đa dụng SUV của mình. Theo nhà tư vấn Sebastian Amici tại Kinney, doanh số bán xe của Trung Quốc ở châu Âu vẫn còn khiêm tốn, khoảng 300.000 chiếc vào năm 2024 trên tổng số 15 triệu xe trên thị trường và do đó dễ dàng được trợ cấp. Theo số liệu năm 2023 của công ty dữ liệu Zato Dynamics,
giá xe điện trung bình ở Trung Quốc thấp hơn gần 50% so với ở châu Âu và Mỹ. Các nhà sản xuất ô tô của nước này được hưởng một loạt lợi thế về chi phí, từ việc tiếp cận nguyên liệu thô và pin trong nước đến các khoản trợ cấp lớn từ chính phủ Trung Quốc. Giá bán lẻ trung bình của một chiếc ô tô điện chạy pin ở Trung Quốc vào khoảng 32.000 euro, 35.126,40 USD trong nửa đầu năm 2023, bao gồm cả các mẫu xe như Sigun của BYD được bán với giá dưới 10.000 euro. Ngược lại, theo dữ liệu của Rato, giá bán lẻ trung bình của một chiếc ô tô điện chạy pin ở châu Âu là 66.000 euro. Hầu hết các mẫu xe giá rẻ hơn đang được phát triển ở mức khoảng 20.000 euro, sẽ không được tung ra thị trường cho đến ít nhất là năm 2025. Trong đó, Volkswagen đặt mục tiêu sản xuất xe có giá 20.000 euro vào năm 2027. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như SAIC và BYD đang định giá các mẫu xe điện của họ ở mức chỉ hơn 30.000 euro tại châu Âu, mặc dù các nhà sản xuất này bán chúng với giá thấp hơn nhiều ở thị trường nội địa, cho thấy sự linh hoạt của họ nhưng cũng là sức hấp dẫn của việc bán hàng ở châu Âu. Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu ô tô điện sang châu Phi để lách thuế quan Mỹ. Các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc tìm cách mở rộng thị trường châu Phi nhằm né tránh thuế quan cũng như các hạn chế nhập khẩu khác do Mỹ và châu Âu áp đặt, ghi nhận từ báo tin tức. Các nhà sản xuất xe điện EV Trung Quốc đang mở các cửa hàng lớn và nhà máy lắp ráp tại châu Phi khi các doanh nghiệp này tìm cách mở rộng thị trường tại lục địa này và né tránh thuế quan cũng như các hạn chế nhập khẩu khác do Mỹ và châu Âu áp đặt. Nhà sản xuất ô tô BAIC Group và Zeekr, nhà sản xuất xe điện cấp cao của Geely Auto, đều đã công bố kế hoạch thâm nhập vào Ai Cập, một địa điểm quan trọng cho các công ty muốn khai thác thị trường Trung Quốc và châu Phi. Vào cuối năm tới, tập đoàn BAIC dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất 20.000 xe điện mỗi năm tại một nhà máy lắp ráp mà họ đang thành lập tại Ai Cập. Con số này sẽ tăng lên 50.000 xe vào năm thứ năm trong một thỏa thuận với Ankan Auto, một công ty con của Agipton International Motor EIM Group. Thỏa thuận nói trên có sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Phát triển Công nghiệp Ai Cập Kamel Al-Qaser, cũng là Bộ trưởng Công nghiệp và Giao thông. Ông cho biết khoản đầu tư này phù hợp với mục tiêu của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi là biển quốc gia Bắc Phi này thành một trung tâm công nghiệp khu vực và bản địa hóa ngành công nghiệp ô tô. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu trong nước, nhà máy sẽ xuất khẩu sang các nước châu Phi khác và Trung Đông, tận dụng lợi thế vị trí của Ai Cập tại ngã ba của châu Á, châu Phi và châu Âu. Hơn 10% thương mại toàn cầu hoặc hàng nghìn tàu thuyền đi qua hàng năm qua kênh đào Suez của Ai Cập, nơi nối địa Trung Hải với Biển Đỏ và là tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Á và châu Âu, thị trường lớn nhất của Bắc Kinh. Khi nhà máy EV bắt đầu sản xuất vào cuối năm sau, dự kiến sẽ tạo ra khoảng 1.200 việc làm cho lực lượng lao động Ai Cập. Ông Song Quê, chủ tịch của BAIC Group, cho biết công ty cam kết tăng cường sự hiện diện của mình tại thị trường Ai Cập vì đây là một trong những thị trường quan trọng nhất trong khu vực. Tháng trước, công ty lần đầu tiên ra mắt thị trường toàn cầu thông qua một mẫu xe mới từ Ai Cập. Ai Cập đã thu hút lượng lớn đầu tư từ Trung Quốc, đặc biệt là vào khu kinh tế kênh đào Suez, khi các công ty tìm kiếm tuyến đường ngắn hơn đến các nước châu Âu, Trung Quốc và châu Phi. Vào tháng 10 vừa qua, nhà sản xuất xe điện Zeekr cũng đã công bố kế hoạch thâm nhập thị trường Ai Cập trước cuối năm nay sau khi ký kết thỏa thuận phân phối với EIM Group vào tháng trước để xây dựng mạng lưới bán hàng và dịch vụ tại Ai Cập. Ông Lauren Johnston, chuyên gia về Trung Quốc, châu Phi và là phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Đại học Sydney, cho biết với việc Mexico, Mỹ và châu Âu áp thuế đối với xe điện Trung Quốc, các nhà sản xuất ô tô đang tìm kiếm thị trường thay thế. Theo vị chuyên gia này, Ai Cập được các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hướng tới vì vị trí chiến lược và chi phí lao động, tiền lương chỉ bằng khoảng một nửa so với Maroc và cũng thấp hơn ở Nam Phi. Ngoài ra, nơi này nằm trong khu vực Hiệp định Thương mại Tự do châu Phi và cũng gần với các thị trường thu nhập cao ở Trung Đông và châu Âu. Sự kiện này cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine và các vấn đề thuế quan ở châu Âu đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng, trong khi căng thẳng trong khu vực đã khiến số lượng tàu sử dụng kênh đào Suez giảm do các cuộc tấn công vào tàu thương mại trên Biển Đỏ của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen. Việc chuyển sản xuất đến gần thị trường hơn sẽ tránh được những rủi ro này. Ông Kai Xuê, một luật sư doanh nghiệp tại Bắc Kinh, chuyên tư vấn về đầu tư trực tiếp nước ngoài và tài chính xuyên biên giới, cho biết với mức thuế suất 100% được áp dụng, xe điện Trung Quốc về cơ bản đã bị loại khỏi thị trường Mỹ. Những động thái mới nhất của các công ty xe điện
nhằm mở rộng tại Ai Cập đã diễn ra sau xu hướng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tìm kiếm thị trường châu Phi vì sự cạnh tranh địa chính trị của Trung Quốc với Mỹ và châu Âu ngày càng gia tăng tại đây. Những công ty khác bao gồm BYD Auto, Neta Auto EV và Xpeng đã thâm nhập vào các thị trường như Morocco, Kenya, Rwanda và Nam Phi. Đáng chú ý, hãng BYD đã giới thiệu 3 mẫu xe điện tại Kenya vào tháng 9 và hiện đã có mặt tại 12 thị trường châu Phi sau khi ra mắt gần đây tại Zambia và Madagascar. Theo số liệu, xuất khẩu xe năng lượng mới của Trung Quốc sang châu Phi năm 2023 tăng 291% so với năm trước. Các nước châu Phi không chỉ chào đón thương mại mà còn mong muốn phát triển chuỗi công nghiệp xe điện tại địa phương.